các anh em đang xem miền Tây Solar Hôm nay là trưa nắng ngày thứ tư à, Trưa nắng 12, đúng 12 trưa luôn anh em à, Ngày thứ tư, ngày 2 tháng 11, 2022 nha anh em à, Mình lại tiếp tục gói hàng cho anh em nhé 2 tháng 11, 2022 à, Tiếp tục gói hàng à, Trước mắt anh em là một cái GD300 Không phải một mà là một thùng à, Thùng này có 3 cái nha anh em 3 cái GD300W 3 cái GD300W à, giá um, của mỗi cái là 1 triệu tư 50 ngàn anh em đây thùng chính hãng của GD300 luôn ha 830 là 3 cái đấy có xuất uh, xứ nguồn gốc nè ha tem xuất xứ nguồn gốc đầy đủ nè ở đây thì ở trong uh, mình đã cái thùng này đúng ra là 4 cái mình lấy ra một cái uh, và gửi ba cái ở trong đây mình nhét mốt shop rất là nhiều đây nè Nói chung là mốt shop là bịch bùng luôn ha cái thùng này rất là êm ái luôn ở uh, mình đã gói rất là kỹ ba uh, cái này là 4 triệu mấy anh em mình gửi cho chú um chú kết ha. À mối anh em, chú à, chú kết hay hay lấy à, gd 300W. Đấy thì à, trước đây chú đã lấy rất là nhiều lần gd 300W rồi. Thì bữa nay chú lấy nữa ha. Ba cái gd 300W mỗi 1 cái 1.450 nha. Chú kết ở à, Nguyễn Hữu Kết ở à, Bích La Trung, Tân Thành, Hướng Quá quản trị. Rồi cảm ơn chú kết rất là nhiều, một thùng ha. Ba cái gd 300W. Rồi tiếp theo là cái đơn à, gồm có hai cái 68100 đang khuyến mãi anh em à, 68100 đang khuyến mãi hai sợi dây với lại một cái tên trong đó thì ở à, đây đây cầm này theo ha đây, à, mỗi ngày thì mình có sắp đơn nha ngày nào cũng sắp đơn sắp đơn nha thì à, 68100 này đây, 68100 hai cái ha mỗi một cái là 800 000 cộng với một cái T300 nằm trên nè à, thì, à, chú có lấy thêm hai sợi dây nói nữa à, thì à, 68100 là đèn bàn chải à, rời thể của hãng à, MK à, và đang khuyến mãi giá rất là tốt ha thị trường thì triệu hai như mình đang khuyến mãi là 800 ngàn đó sợi dây thì 50 ngàn sợi để à, gửi cho anh Phạm Lê Trường An ở Đức Hòa Long An ở xã Hữu Thạnh Đức Hòa Long An ha ảnh à, chắc ảnh lắp hai cái đèn ở trong nhà cho nên lấy thêm sợi dây nè lấy thêm hai cái đèn hai sợi dây rồi lấy thêm cái tên trong để về ảnh thử nghiệm nữa đó thì à, đó là những đơn tiếp theo là GD300 gửi cho anh Nguyễn Văn Vịnh Ở Mê Linh Hà Nội Xã Hoàng Kim Mê Linh Hà Nội Đây GD300 anh em Một cái một ha à, Cũng tốn hết một cái thùng Hồi nãy ba cái cũng tốn một cái thùng để gói Còn cái này một cái cũng tốn tốn cái thùng để gói nha Mà gói kiểu khác đấy Anh à, Anh anh à, Vịnh ở Mê Linh Hà Nội nè Một triệu tư năm chục Thì à, phí vận chuyển năm chục ngàn nữa là triệu rưỡi nha Rồi tiếp theo là anh ti một cái cdt 100 w đây cdt 100 w của anh ti anh ti ở bến cát bình dương đấy thì tất cả được gói hết rồi giờ chỉ đi gửi thôi đấy. tiếp theo là hai cái mk 200 w À, MK 200W thì giá là 1 triệu 130 ngàn cái nha 1 triệu 130 ngàn cái hai cái là 2 triệu 260 ngàn Gửi cho chú à, Tịnh Trịnh Xuân Hùng ở à, à, Tam Đa Sơn Dương Tiên Quang thì chú Trịnh Sương Hùng là mua hàng bên mình phải nói là rất là nhiều lần rồi anh em. Và MK 200 này đặt rồi, chú cũng lấy chú lấy một cái MK 200 rồi gd 369 ba cây luôn. Bữa nay chú quay lại chú làm thêm hai cây MK 200. Đấy mình gói rồi thôi ha. gửi tới Tiên Quang nha anh em, khá là xa ha. Tiên Quang khá xa. Rồi, tiếp theo là một cái JD 200W. À GDT 200 này. Đây. Giá 700 000 để mình gửi cho anh uh, chú Nguyễn Trung Duyên ở An Hảo Tịnh Biên An Giang cũng là khách cũ này nè khách cũ luôn à, khách cũ quay lại mua nhiều à, tiếp theo là một con saco ba kg rưỡi saco 3 kg rưỡi ha <laughs> đây để sẵn luôn thì mình mới về một lô saco nha anh em mới về một lô saco à, thì giờ mình lấy ra con ba kg rưỡi và mình đi test đi thử đàng hoàng để mình gửi tới uh, cho uh, anh Nguyễn Thắng ở uh, Đông Anh Hà Nội nha anh Nguyễn Thắng ở Đông Anh Hà Nội Saco 3 kg rưỡi giá hiện tại đang rất là im ok luôn anh em nào mua thì nhanh tay chứ để mốt không có giá tốt gì nữa anh em à, giá cả hiện tại đang rất là ok Saco 3 kg rưỡi ha mình mới về một đống nè rồi tiếp theo là 5 cái tấm pin 410W 410W ha pin Sinco 410W 5 tấm đấy pin này nè mọi người pin này nè 2 triệu 665 ngàn 2 triệu 665 ngàn mỗi tấm nha. Có nghĩa là 6 ngàn rưỡi một quát. Phí vận chuyển thì khoảng 120 ngàn một tấm. Đó, ờ, anh em trả thì mình cái phí đó nha. Chứ mình trả cái phí đó trả không nổi nha anh em. 120 ngàn một tấm. Thì anh này anh lấy 5 tấm gửi cho anh anh quốc đủ định. ha Định quốc đủ. Thì cách đây 2 ngày mình đã gửi inverter cho anh rồi. Bữa nay mình gửi thêm pin cho anh. Ở thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long nha. Ở phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Anh quốc đủ định ha đấy à, 5 tấm nha nè 5 tấm uh, Zinko 410W 2.665.000 một tấm Đấy thì uh, uh, Nhân tiện đây mình cũng cảm ơn các anh em Đã nhiệt tình ủng hộ hàng quá bên mình nha đấy, Bữa nay bây giờ thì mình chắc lên xe để đi Chứ để, uh, chứ để nó chiều Chiều tối Đấy thì uh, uh, Saco mới về một đống nè mọi người Mấy chục cái Saco Hồi nãy mình cũng đã bưng vô nhà hết mới rồi Mình uh, chừa mà vài cái này ở đây á Là để uh, quay video cho anh em xem chứ những cái kia thì mình đã rinh vô rồi thì uh, Saco uh, mình đang bán hai loại là một là hai ký tư hai nữa là ba ký rưỡi hai loại đều giá rất là mềm bảo đảm với anh em giá cực kỳ mềm ở trên um, ở trên cái kênh miền tây solar luôn ha cho nên anh em nào đam mê thì cứ liên hệ mình mỗi ngày mình đều uh, đi Saco rất là nhiều anh em đam mê liên hệ nha thôi mình xin chào mọi người hẹn gặp mọi người những video lần sau Đấy thì uh, saco 2 cái tư và ba cái rưỡi xin phép giấu giá lại ha anh em biết giá thì nhắn tin riêng cho mình hoặc là gọi điện thoại cho mình đấy thì tùy mọi người ha muốn uh, như thế nào cũng được miễn sao chúng ta có thể uh, sở hữu được những con saco ok như thế này giá cả thì rất rất là là, là tốt luôn ha tranh thủ giá tốt nhất để cho anh em uh, sử dụng nha thôi mình xin chào mọi người hẹn gặp mọi người những video lần sau đam mê thì cứ hú mình nha anh em còn hai ba đơn nữa nhưng mà bây giờ mình sẽ ngưng mình đi gửi trước cái đã hai ba đơn đó chiều về gói tiếp theo chứ giờ gói luôn thì uh, sẽ trễ giờ đi gửi cho anh em